Galaxy Watch 6 và Galaxy Watch 6 Classic. Hai cái đồng hồ này thì nó rất là vui. Đặc biệt là mình vô cùng ấn tượng với cả con Galaxy Watch 6 Classic này. Thì chắc là thời lượng video mình sẽ muốn nói về con này nhiều hơn, còn con này sẽ chỉ là cái phụ thôi các bạn ạ. Con này thì màu cute đáng yêu, màu dây cũng rất là đẹp. Thế nhưng mà đây mới là cái sản phẩm chiếm trọn cái sự quan tâm của bản thân mình. Bởi vì rõ ràng là năm nay cái đồng hồ này nó đẹp quá. Mình thì đang đeo đồng hồ cơ, nhưng vẫn phải công nhận một điều là thiết kế cũng như cái cảm giác sử dụng thì cái này nó tuyệt vời quá. Và đây, mình chỉ cho các bạn một điều khá thú vị trên nó nhé. Trước khi bắt đầu vào nội dung của video thì Galaxy Watch 6 Series cũng như là Galaxy Tab S9 Series thì sắp tới cũng sẽ được pre-order tại Việt Nam. Giá thì cực kỳ tốt, bên cạnh rất nhiều ưu đãi hấp dẫn đến từ Samsung, đến từ 7S khi các bạn đặt hàng tại đây. Thì giá cuối cùng sẽ cực kỳ là thơm luôn. Quan trọng là hãy chọn cho mình phiên bản phù hợp và tham gia đầy đủ các chương trình khuyến mãi để chúng ta có mức giá tốt nhất nhé. Link mình sẽ để phía bên dưới và các bạn nhớ click vào để tham khảo một cách cụ thể hơn. Còn bây giờ thì vào video thôi. Nói là chia sẻ một điều thú vị thôi, thế nhưng mà đương nhiên vẫn phải trên tay cả con đồng hồ rồi. Nhưng cái điều hay nhất nó là cái này này, vòng xoay xoay bezel đấy. Nó đã quay trở lại rồi, bởi vì sao? Đây là Galaxy Watch 6 nhưng nó là Classic các bạn ạ. Anh em nào còn nhớ Galaxy Watch 4 Classic không? Comment giúp mình cái. Galaxy Watch 5 tự nhiên nó lại là cái dòng Pro, nó không có cái xoay xoay để nữa. Dùng nó cứ bị thiếu vắng đi, cái cảm giác nó mân mê phê phê chứ cái đồng hồ ấy. Và rõ ràng là các bạn nhìn này, những cái animation này nó mượt chưa? Đấy, mình đang quay có 60 frame thôi, các bạn sẽ không cảm nhận được thấy cái sự mượt mà phê mắt mà những cái animation này mang lại đâu. Nói chung là nó phải mượt ngang như mấy con 120Hz cũng nên. Nhìn rất là sướng mắt và đó là một cái điểm cộng. Nói chung là cũng nhỏ thôi nhưng mà cái trải nghiệm sử dụng khi mà vuốt chạm với cái đồng hồ này nó sẽ trở nên mượt mà và thích hơn rất nhiều. Và các bạn thấy không? Chúng ta có cái phần thiết kế nhìn không khác gì so sánh với những cái đồng hồ cơ bình thường cả. Bởi vì nha, được mạ bóng lên nhìn rất là đẹp. Đẹp. Cái phần này cũng được làm bóng lên là cái phần phía bên trong, cái vị trí những cái số giờ này này. Nhìn cực kỳ ấn tượng luôn. Đấy, và chưa hết đâu. Dây thì dây da. Da này chúng ta sẽ là da tổng hợp và nó sẽ là cái phía bên dưới là silicone để áp vào phần tay của chúng ta trở nên dễ chịu hơn. Phần bên trên nó là cái phần để người ta nhìn vào ấy thì nó lại là kiểu da tổng hợp để nhìn cho nó sang trọng hơn. Đương nhiên là cái size dây này thì nó là kiểu 20mm thôi. Các bạn có thể thay thế rất là dễ dàng, nhưng mà năm nay còn là dây thông minh này. Ấn vào đây một cái, nhấc giạc luôn. Nó cứ phải gọi là xuất sạc luôn. Thế nhưng mà đối với những người mà sử dụng cái dây mà nó theo kiểu dạng thiết kế custom riêng giống như mình ấy thì cái này nó cũng vui đấy, nhưng mà chắc là mình vẫn sẽ thay dây nếu như mình sử dụng cái đồng hồ này mà thôi. Nhưng mà tổng thể thì nó vẫn là một cái thứ gì đấy rất là đẹp, các bạn thấy chưa? Còn đương nhiên với cái dòng thông thường ấy, Galaxy Watch 6 ấy, thì chúng ta cũng sẽ có rất nhiều những cái dây để các bạn có thể mic vào. Và các bạn thấy không? Dây mic vào rất là đẹp như thế này này. Mỗi cái phiên bản ở Watch 6 và Watch 6 Classic thì chúng ta đều có hai kích thước mặt đồng hồ, tùy thuộc vào cái gu mà mọi người muốn đeo, lựa chọn để làm sao cho nó phù hợp. Ví dụ như mình này, đeo hẳn cái bản 47mm như này chắc là sẽ khá là ok. Đấy, nó tương đương với cả cái mặt đồng hồ cơ mà mình đang sử dụng cũng khá là ổn. Rồi các bạn thấy sao? Để nói về những cái yếu tố phía bên trong á, thì Galaxy Watch 6 năm nay sẽ tập trung rất nhiều vào yếu tố theo dõi sức khỏe của người dùng. Ví dụ như chúng ta có cái huấn luyện viên giấc ngủ để giúp các bạn có thể gọi là training, giúp các bạn có thể ngủ sâu hơn và giúp các bạn có thể theo dõi sức khỏe của mình theo giấc ngủ một cách tốt hơn rất là nhiều. Bên cạnh đó thì hàng loạt những cái cảm biến phía bên trong để giúp các bạn theo dõi được cơ thể của chúng ta với những cái chỉ số quan trọng này, nồng độ oxy trong máu, SpO2, ECG, đo nhịp tim các thứ, nói chung là đầy đủ hết. Đấy, nên là nó cũng sẽ giúp các bạn có thể theo dõi cái sức khỏe của các bạn một cách chi tiết hơn và từ đó đưa ra những cái bài tập cho nó phù hợp hơn rất là nhiều. Những cái thiết bị đồng hồ thông minh đeo tay như này này thì hiện tại hầu như hãng nào cũng sẽ tập trung rất nhiều về yếu tố theo dõi và quản lý sức khỏe, thậm chí là đưa ra những cái bài tập để giúp chúng ta có thể cải thiện sức khỏe một cách tốt hơn. Và như thế thì rõ ràng là Galaxy Watch 6 Classic cũng như là Galaxy Watch 6 đang làm rất tốt được những cái yếu tố như thế này. Bên cạnh những cái thứ thay đổi về mặt thiết kế, về mặt trải nghiệm, về sự mượt mà thì các bạn nghĩ sao? Năm nay Galaxy Watch 6 và Watch 6 Classic thì đều được thay đổi cái vi xử lý, nó mạnh hơn, nó mượt hơn và nâng cấp lên cái bộ nhớ RAM là 2GB, nó sẽ chạy được nhiều ứng dụng đa nhiệm cùng lúc hơn và thậm chí ấy, là khi chúng ta sử dụng liên tục nhiều ứng dụng thì nó cũng sẽ trở nên mượt mà trơn tru hơn và hỗ trợ nhiều những kết nối ấn tượng hơn. Bên cạnh đó thì con này vẫn sẽ chạy Wear OS
và nó sẽ được tùy biến lại cái giao diện bởi Samsung, và những cái chức năng phía bên trong cũng sẽ được thay đổi đi một chút xíu. Nhưng mà đương nhiên bởi vì có Wear OS thế nên là các bạn vẫn có thể sử dụng được những cái dịch vụ của Google một cái rất là ok, ví dụ cửa hàng sẽ Play này, Google Maps này, hay là những cái ứng dụng có sẵn như Strava này, thậm chí là những cái ứng dụng này các bạn có thể tải được thêm rất nhiều trên cái CF Play dành cho đồng hồ một cách rất dễ dàng. Đó, các bạn thấy sao? Mức giá thì mình không rõ đâu, tại vì cái thời điểm này thì mình vẫn chưa biết mức giá nó là bao nhiêu. Còn chương trình pre-order thì cũng đã có, nó sẽ phụ thuộc vào từng đại lý khác nhau, các bạn sẽ có những mức giá khác nhau. Nói chung là anh em cứ kiếm deal chỗ nào ngon nhất là anh em quất thôi, anh em vã thôi, ngại cái gì, đúng không? Thôi, video mình sẽ ngừng lại tại đây. Các bạn thấy sao về cái đồng hồ này, hãy để lại ý kiến phía bên dưới nhé. Bye bye mọi người.